Thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Võ Anh Tuấn, sinh năm 1992, thường trú tại ấp Long Đại, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CFVB 08374 do Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cấp tại thửa đất số 612, bản đồ số 14, với diện tích 1.144,8 m2, tọa lạc tại ấp Long Đại, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tổ chức cá nhân nào tranh chấp khiếu nại, Ủy ban Nhân dân xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành sẽ lập thủ tục trình cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Anh Tuấn theo quy định của pháp luật.